khoảng 12 giờ 30 phút trưa 8 tháng 3, công an đồng loạt xuất hiện ở nhà ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, tại nhà ông Cao Khoa ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, cảnh sát giao thông và cơ động đã lập chốt chặn ở hai đầu tuyến đường. Công tác an ninh được siết chặt, không cho người dân hiếu kỳ đến gần, công an liên tục nhắc nhở người dân có ý định quay phim, chụp hình. Đến 14 giờ cùng ngày, một số người mặc thường phục bước ra từ nhà ông Cao Khoa, mang theo túi sách và lên một ô tô rời đi. Việc phong tỏa tuyến đường cũng dừng lại. Một người thân của ông Khoa cho biết Bộ Công an mời ông làm việc nhiều ngày trước. Tại nhà ông Đặng Văn Minh, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, cũng bị phong tỏa một khu vực rất rộng, xe cộ không lưu thông qua lại được. Hiện công an vẫn tiếp tục túc trực ở các ngã đường. Tương tự, công an cũng đang có mặt ở nhà ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Ngoài nhà ông Khoa, ông Minh, ông Phương, công an còn xuất hiện ở nhà ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với đó, công an đang có mặt ở những trụ sở cơ quan mà 5 người này đang làm việc. An ninh tất cả các khu vực được siết chặt,